ờ à, chào các bạn à, khi các bạn chúng ta vẽ ra vít à, vẽ cái công trình à, có nhiều tầng thì à, đôi khi thì các bạn chắc là sẽ gặp cái lỗi này À, các bạn sẽ thấy là ở đây thì mình đang có một cái tường nằm ở level 1, level 2 và một cái tường nằm ở level 2, level 3 và các bạn sẽ thấy là dường như là nó bị hở mất một khoảng cái tường này nó bị hở một khoảng mặc dù mình đã chỉnh đúng cao độ rồi tường này từ level 1, level 2 tường này từ level 2, level 3 mình đã chỉnh đúng cao độ rồi đúng là nó phải dính liền với nhau đúng không nó là bị hở đúng một khoảng và cái khoảng này nó hở là vừa đúng với cái lo luôn rồi thì cái nguyên nhân cái lỗi này đâu thì uh, video này thì mình sẽ giải thích cho các bạn ha thì mặc dù mặc dù là cái lỗi này thì các bạn nhìn là cái lỗi của tường đúng không nhưng mà nguyên nhân thì nó không phải là do do tường mới nguyên nhân vì một lý do khác rồi ví dụ như thế này các bạn à, tôi mở level hai ha rồi mình vẽ một cái floor rồi trên level hai luôn ok thì cái lỗi này nè các bạn nó sẽ xuất hiện khi mà các bạn vẽ một cái floor mà nếu dưới đó nó có cái tường ở đây lý dụ ví dụ cụ thể chỗ này các bạn đang vẽ floor floor dành cho level 2 dưới nó nó có cái tường từ tầng một tầng 2 tức là ở dưới cái floor này nó có cái cái từ thì khi mà các bạn bấm vẽ floor này các bạn bấm finish nó sẽ có các bạn hỏi các bạn có muốn attack không ha thì trong quá trình mình hướng dẫn các bạn thì mình cũng thường khuyên các bạn là bấm vào nút đông attack thì nếu như cái trường hợp các bạn làm sai đó mà bấm attack thì sao thì khi đó cái mặt tường này nè nó sẽ bị gắn dính vô đáy sàn ha nó sẽ bị gắn dính vô đáy sàn luôn mình lưu ý là đáy sàn ha rồi mình làm thử các bạn nó bác tắt ha thì các bạn sẽ thấy là cái tường này nè mặc dù là nó từ level 1, level 2 tức là nó phải gắn vào đây nhưng mà nó đã bị attack vào đáy sàn này nó ghi chú với mình là top y attack check nè các bạn thấy không ha top y attack check thì khi đó là cái cao độ cái tường nó sẽ bị gắn dính vào cái đáy sàn luôn thì khi đó là các bạn thấy rõ ràng là cuối cùng nó sẽ gây các loại này rồi thì cái nguyên nhân nó cũng là giải pháp luôn thì các bạn tốt nhất là các bạn khi các bạn vẽ floor thì tốt nhất là đừng có bấm vào nút attack ha còn nếu mà trường hợp các bạn lỡ làm rồi thì sao thì lỡ làm rồi thì các bạn sẽ chỉnh hơi cực chút xíu là các bạn phải chọn một từng cái tường và sau đó các bạn sẽ bấm, bấm vào nút đi tắt thì tại vì mình đã attack cho cái floor này rồi cho nên cái cao độ cái tường sẽ bị phụ thuộc vào cái đáy của cái sàn này ha thì nếu mà bấm đi detect khỏi cái fly đi thì khi đó các bạn thấy cái tường nó sẽ trở lại bình thường. ha thì cái vị trí chỗ này cái lỗi mà cái lỗi hở cái tường này ra nó không không còn là lý do vì cái fly nữa mà mình sẽ xử lý bằng lệnh join các bạn. Rồi thì cái này nó sẽ hơi thủ công một chút là các bạn sẽ phải detect từng cái cái tường một ha thì ở đây thì trường hợp này mình làm ví dụ chỉ có bốn cái tường thôi còn nếu các bạn làm đồ chắc thì chắc là phải làm rất là cực thì tốt nhất là nên hạn chế xảy ra cái lỗi này rất là phiền rất là mất thời gian nha mình rồi còn cái chỗ này thì mình xử lý bằng là roi đúng không mày mình xử lý mình roi nè ha thì nó sẽ mất đi cái cái floor đó chỗ này mình sẽ đảo cái roi lại cái này thì các bạn sẽ tìm hiểu sau cái bài này cái video này thì tôi chỉ muốn à, mình uh, chủ đích thì mình giải thích cho các bạn về cái lỗi là bị hở cái tường ngay vị trí sàn á thì nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân chị đến việc này là vì là các bạn bấm at, các bạn vẽ floor và các bạn bấm tắt thì tất cả cái tường dưới bị gắn vào đấy sàn ha thì bị hở